Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là điểm du lịch chụp ảnh các bạn ơi, bon bon nha, nhà vườn bon bon. Đây là tuyến quốc lộ 55 từ Đất Đỏ lên Long Tân nha các bạn, nằm phân giữa từ đó, ngã từ Đất Đỏ lên 3 cây, 3 hoặc 4 cây số, rẽ trái nha. Khu này chụp ảnh đẹp, cà phê mấy con ngựa vậy. Giống không? Giống mấy ngựa. Giống ghê ha. Trời tối các bạn ạ. Giờ là 6 giờ rồi. Gió quay quá quay. Ngồi sao. Cửa này có khách. Có xe, có khách. Mấy cái còi me già các bạn, quá trời lớn luôn. Góc này 3 4 người ôm luôn mà. Này chắc cũng hoài 100 tuổi. Đó. Quá nhiều góc luôn nè, tới 10 mấy góc luôn. Mình thấy có trái nữa nha các bạn, mẹ có trái nữa nha. Gốc cổ thụ vậy, quá đẹp, uống làm bonsai luôn nha. Đó, trái nè, trái me còng không. Ồ, cái gốc này quá đẹp không. Rất là nhiều gốc nha các bạn. Đây là cái gốc quá to luôn. Bạn thấy cái gốc này là đoán được cái tuổi nó là bao nhiêu. Có trái nữa nha các bạn. Trái nữa nè. Trái mà cọc. Này chụp hình đẹp lắm nha các bạn. Đó, có khác nè. Mấy con cò nữa nè. Cặp ngỗng nữa. Trong thấy đáy luôn nè, sâu 1 mét mà thấy đáy luôn. Có ông lão câu, câu dính cá dính cặp ngỗng. Khói bốc lên,
đèn màu. Có tài xế xe lam đó. Có vàng bí đao, đao này già rồi, trái già rồi, có rụng nữa nè. Có mấy cái hôm xây nữa nè, này khách có ở lại nữa nha. Khách ở lại. Lên đồi chim và công. Dạ, có gì đây? Muốn cung hả? À, dịch trời. Công. Có mấy con công. Wow. Hết sức cái đuôi không? Chim trĩ. Có con đà điếu nữa à. Đà điếu đứng kìa. Chim trĩ. Có cái cống. Mè trái quá chừng. Mè còng không. Gốc cổ thụ luôn. Quá lớn, quá lớn. Trời bánh. Tối nay có nhu cầu ở lại. Chống. Này có gió quay.
vệ sinh toilet. Đây một gốc me khổng lồ nữa. Tối rồi. Dừa trái à. Nói dừa trái. Này dành cho mấy em nhỏ chơi. Mấy con trích. Con trống có cái mỏng đó. Dừa có trái ha. Thỏ. Dành cho những em nhỏ. Dịch nữa kìa. Đây có cái hồ. Hồ nhỏ mà có cano nữa kìa. Nhỏ không chạy được đâu, làm kiểu vậy thôi. Qua cái cầu để cho cái mương nước để có cái cầu thang lên. Khách uống cà phê ha. Ồ, cái mai khủng luôn. Wow, bông nụ à, hết biết. Bàn uống cà phê. Đây, gốc me cổ thụ đây. Quá lớn. Đây một gốc me nữa. Hết biết lớn luôn. Ở đây có bậc thang đi lên nha các bạn. Thang này cũng nhiều lắm á, nhiều bậc lắm á. Cây cổ thụ nữa nào, quá trời ơi. Bàn ghế cũng gặp phơi. Có mấy cái nhà tổ chim nữa nè, đẹp chưa. Bàn uống cà phê. Thôi cửa này mở đèn lên hết rồi. À, thì các bạn nào có muốn chụp ảnh đâu là vô đây chụp. Quá đẹp. Cực kỳ luôn á. Có chiếc xe lam nữa. Đấy, xe lam. Trong quầy quá quầy có gió đó, này gió, này gió quá mạnh ghê à, tí mù luôn. Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Cảnh đây thì quá đẹp.
Đây là quá ok rồi. Rồi chào các bạn nha.